Khang Audio Bình Dương xin kính chào tất cả các đồng chí. Đấy, mời các đồng chí ly chè Thái Nguyên. Báo cáo với lại các đồng chí, trước khi test là cái mạch ECHO M501 95 zin để gửi cho một vị thượng đế ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, Việt Nam. Vĩnh Phúc thì có biển số là hai củ lạc ấy, tức là 88 đấy nhá. Thì đây bo để bo zin thì mình đã đánh viết chữ KH ở đây rồi nhá. Đấy, mình không sản xuất ra nhưng mà cái bo này là bo mình cung cấp nhá. Đấy là có chữ KH và bo đã được test nhá. Đấy, thì trước khi test bo thì người anh em lúc nãy điện thoại hỏi mình cái mạch công suất. Báo cáo với các đồng chí, mạch công suất trâu bò đây. Đấy, GHS. Đấy, điện trở to như con sâu gióm nhá. Đấy, chỉ có cắm xòa công suất vào là mạch chạy thôi, mạch đã được cân chỉnh của nhà sản xuất. Đấy. Mạch này là mạch 8 xò. Con này đã đánh thì thôi, không phải suy nghĩ gì kể ở phiên bản 8 xò thì nó có thể thi thố được nhá. Đấy, đây này. Đấy, giá thì giá hạt rẻ nha, chỉ coi như thế là một vài thùng thóc thôi. Đấy, nên các đồng chí lưu ý, nhiều khi mà thậm chí không cần phải sửa nha, không cần phải sửa, cứ thế này đưa về, hoặc là thậm chí coi như thế là bảo mình lắp cả xòa công suất, lắp cả nhôm tỏa nhiệt. Đấy, xong là dây thì đánh dấu vào đâu là B cộng, đâu là B trừ, đâu là dây mát, đâu là nguồn vào, đâu là dây ra loa, hết phim, thế là nó nói nha. Xòa các thứ mình cắm sẵn chưa? Đấy, đây là một mạch nhá. Đây là mạch này là mạch 8 xò. Đấy. Tiếp theo đến mạch này là mạch 12 xò. Mạch 12 xò. Đấy. Thì các đồng chí lưu ý cái công nghệ âm ly của ta thì cái mạch in của nó chưa được đảm bảo như Tây, thế nên là theo mình ấy là hạn chế đào bới xới lộn này nhá. Đấy, nó có trục trặc một phát là có khi là cũng liệu nhỉ, thay cái mạch mới vào cho nó lành. Mạch mới này chạy không phải suy nghĩ gì cả. Đấy, GHS này, này. Tại vì mạch mới này thì nó lại như cái âm ly mới rồi. Đấy, các đồng chí lưu ý về vấn đề kỹ thuật đấy là nó, ví dụ như nhá, ví dụ như chỉ cần một con điện trở này nó sai trị số một phát là liên quan đến cái góc mở của con đèn này. À, góc mở của con đèn này. Đấy, thế là nó nói chung là sai một ly là nó đi một dặm. Nó chỉ cần sai một tí thôi, tại sao cái âm ly mà đào bới xới lộn nhiều mà nó hay hỏng là như thế. Tại vì tất cả những linh kiện nó đều bị sai lệch đi rồi nhá. HDS nha, audio này. Thì những cái mà mạch như thế này là nhà sản xuất người ta đã cân chỉnh rồi. Đấy, các đồng chí không sao phải suy nghĩ về cái vấn đề là nó có chạy hay không. Đương nhiên là mình bán ngoài nhà sản xuất ra rồi, mình cung cấp cho các đồng chí nữa, nó cũng phải chạy nha. Đấy, thậm chí như nãy mình nói cắm sò luôn vào đây này, C5200 của A1943 này nha. Đấy, cắm sò họ sẵn rồi. Đấy, các đồng chí biết ở đây cái mạch 12 sò của Data này nó bé tí để gì. Đấy, điện trở bên tí sang cái con này điện trở nó to tướng này mà. Đấy, oh, trở lại chương trình mạch ECHO M501-95. Đây, M501-95 này. Đấy, M501-95 nhá. Thì cái bo này là cái bo mình gửi đi Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc đây. Mình đánh dấu KH ở đây. Đấy, công tắc này. Và tất cả chiếc app này là thay mới hết rồi nhá. Đấy, an tâm mà sử dụng. Đây là mạch ở dưới này của nó đây. Đấy, đây thì vừa thay công tắc thì đương nhiên là nó phải có vết hàn rồi nhá. Đấy, nhưng mà nó là bo zin. Đấy, thì bản chất các đồng chí có nhu cầu về bo M501-95 zin mình cũng có, mà bo mới thì mình có hai mẫu. Bo mới mình có hai mẫu, một là cái mẫu xanh này, mẫu xanh này M501-95 đây. Mở quá do cái điện thoại nhá. Đấy, M501-95 nhá. Đấy, đây là một mẫu. Đấy, tiếp theo nữa, đây là một mẫu nữa, mình có hai mẫu, mẫu mới là mình có hai mẫu này. Để này. Đấy, M501-95 nhá. Cái điện thoại nó
camera của nó kém nhỉ. Đấy, mà nó không một chi nào đâu nhá. Đấy, này. Thì cái này báo cáo với các đồng chí về bản chất vấn đề nhá. Bản chất thì nó chẳng khác gì cái vò mưa cũ cả. Đây mình để đây để cho các đồng chí xem. Đây. Nó có giống hệt nhau. Đấy, thế nhưng mà tùy mỗi người một sở thích, có người thích cũ, có người thích mới. Rồi, một con IC góc này, đây con IC góc này. 2 4 5 tụ bên đây, 5 tụ bên đây. Tụ đây, 2 tụ đây, 2 tụ đây nhá. Đấy. Tổng nó dùng 1 này, 2 này, 3 4 4 con IC 4558. Đây 1 2 3 4 IC 4558. Đây. Đấy, nó chỉ có khác mỗi cái là bên đây này nó là chân cắm. Thì bên đây nó là hàn thẳng. Nhưng mà chân cắm này là cái liệu thần hồn. Chân cắm này nhiều khi là thời gian nó tiếp xúc rồi nó kém ấy nhá. Đấy, đây, con IC ngoài này nó cũng chân cắm. Cái con này nó hàn thẳng. Tên nó giống hệt nhau nhá, tên giống hệt nhau. Đấy, Echo 74624 đây này. Tên giống đây này. Từ từ 74624 này. Ổ thật đi. Đây. 74624 đấy nhá. Nói chung là cái camera nó cái con Samsung này nó kém nên là lấy những nét nó kém lắm. Khó chịu, thôi không lấy nữa nhá. Thế bản chất đây này là nó giống hệt nhau, không có gì cả. Thế nhưng mà các đồng chí thích zin thì bảo mình là mình cung cấp cho bo zin, thích bo mới thì bảo mình cung cấp cho bo mới. Thì cái bo hai mẫu mới như này nha. Đấy, và mẫu zin như thế này, ba mẫu. Echo 50195 thì các đồng chí biết rồi, không cần phải quảng bá đúng không? Tại sao mà người hát karaoke, tại sao mà nó lại cứ lên được cái ngôi viện ngôi vương miện coi như thế là huyền thoại. Thì ví dụ như cái bo mới này về lắp này, về lắp thì phải bẻ cái tai đi này, bẻ cái tai của con chip này, hoặc là thậm chí trước khi mình gửi đi mình bẻ luôn nhá. Tại vì nhà sản xuất người ta có ý đồ, không biết có ý đồ gì, người ta lắp cái con điện trở 1K đây này, con biến trở 1K này, nó có cái vấu đây, nó có cái vấu đây ở những cái con âm ly mà nó chiết áp chỗ khác ấy, thì cái này nó là có cái lỗ để lắp và định vị. Thế nhưng mà ở âm ly này thì làm gì có cái lỗ gì, này chả có cái lỗ gì cả nha. Đấy, không hiểu người ta có ý đồ gì cái bo này. Cái bo này thì lại không có này. Cái bo này nó lại không có. Bo này thì nó lại dùng 50K đây này. Đấy, nhưng sang cái bo này nó lại dùng có con này có 1K đây này. Đồng chí nhìn rõ cho đây. Đấy, con điện trở có 1K đây. Bên đây thì nó lại thay đổi 50K. Đấy, đây. Đấy, nó thay đổi tí nhá. Đấy, thì lưu ý. Thôi thế bo zin cũng như bo cũ, cứ thích bo nào thì liên hệ em mình nhá. Ác quên xòa gì. Cắm điện ở đây cứ mãi nói chuyện. Quên. Này, cháy nồi hay gì? Cháy nồi cắm lợn. Đây. Test. Đúng không? Tới test để mai cái bo KH này lên đường đi Vĩnh Tường Vĩnh Phúc. Đấy, lên ở đây nhá. Alo. Cái volume về mình tăng lên này, volume bên cạnh cái công tác này nhá, tăng này. Alo. 1 2 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10. Alo. 1 2 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10. Thôi thế rồi, nhà đêm muộn rồi, không ảnh hưởng đến người khác nhá. Cảm ơn các đồng chí, chào thân ái. Merci.